Với thời tiết mùa đông ngày càng lạnh giá như hiện nay, việc trang bị một chiếc quạt sưởi cho gia đình bạn là không thể thiếu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới các bạn một sản phẩm quạt sưởi cho mùa đông, quạt sưởi Creamic Fusion CH2000. Quạt được thiết kế nhỏ gọn, đẹp, sử dụng gốm PTC Creamic, có tác dụng làm nóng an toàn, tiết kiệm 50% điện năng so với các loại quạt và máy sưởi khác. Quạt được thiết kế với lưới kim cương siêu bền, không gỉ, không bị oxy hóa. Với công dụng chính là làm nóng nhanh, không phát sáng giúp dễ ngủ. Cùng với đó, quạt sưởi không đốt cháy oxy, không gây khó thở, không gây khô da trong phòng kín. Quạt có chế độ tự động quay màn kính rộng, giúp tỏa nhiệt đều khắp không gian xung quanh phòng. Ngoài ra, quạt còn có chức năng hút ẩm không khí khi thời tiết vào mùa nồm. Màn hình quạt LCD hiển thị nhiệt độ trong phòng. Chức năng điều khiển từ xa tương tự như chức năng trên bảng điều khiển. Có 3 chế độ. Với kích thước cao 77cm nên bạn có thể đặt quạt sưởi ở các vị trí phù hợp trong phòng. Sản phẩm rất thích hợp cho các hộ gia đình hoặc văn phòng làm việc. Để đặt mua sản phẩm, vui lòng truy cập website meta.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại tại Hà Nội 04-3785-5633, tại thành phố Hồ Chí Minh 08-3842-3565.